Hi, xin chào tất cả các bạn. Chúc các bạn một ngày mới thật nhiều niềm vui. Cũng Như các bạn đã biết thì Yamaha Exciter 155 2023 dựa động cơ dựa trên động cơ của R15 nha các bạn. Thì hai cái mẫu xe này về cái động cơ thì mình thấy hầu như nó không có gì khác nhau nha các bạn. Thì ở cái dòng Exciter 155 được áp dụng động cơ tương tự động cơ của R15. Thì ngày hôm nay mình cũng quay cái mẫu xe đó là dòng Exciter 155. VVA với uh, dòng uh, xe G15 V3 VVA luôn các bạn. Thì hai cái mẫu xe với hai kiểu dáng khác nhau. Một mẫu là phổ thông, còn một mẫu là kiểu dáng mô tô sport các bạn. Thì hai mẫu xe uh, ti cùng động cơ nhưng uh, được uh, thiết kế về ngoại hình hoàn toàn khác nhau các bạn. Thì mình sẽ giới thiệu hai mẫu xe cho các bạn tham khảo với bốn uh, màu các bạn. Màu uh, xám, uh, bạc đen được phối làm mâm xanh các bạn. Với uh, lần lượt là chiến, uh, kế tiếp từ bên tay trái đi qua Đó mới là màu xám ánh xanh bạc đen và Sau đó đến là MR15 màu xanh GB các bạn. Với uh, dòng Exeter 155 uh, 2023 Cũng màu xanh GB mới Tại hiện tại là tại vì mình uh, kêu màu xanh GB mới Tại hiện tại chưa có mẫu màu xanh nào mới nữa Chỉ có mẫu màu xanh này là mới nhất các bạn Cho những các bạn nào mà yêu quý ở màu xanh GB Các bạn có thể chọn một mẫu màu xanh mới này cũng được các bạn. Còn các bạn nào yêu quý ở màu xám bạc thì với cái mâm xanh cực kỳ là sáng ở nhà chân các bạn có thể chọn cái mẫu bên tay trái mình. Thì ngày hôm nay mình cũng giới thiệu hai cái mẫu xe ở giữa dòng Accenter 155 V3 với dòng G15 V3 các bạn. Đi về cái động cơ hai mẫu xe không có khác gì nhưng mà ngoại hình hoàn toàn khác nhau các bạn. Giữa cái kiểu dáng sport những chiếc xe sport biker và kiểu dáng phổ thông thì các bạn nào mà yêu quý những cái mẫu xe mô tô phân khối lớn á, à, ví dụ mình không có à, điều kiện chơi mình có thể à, sử dụng cái dòng g15 để mình trải nghiệm sau này mình có thể nâng cấp từ từ lên các bạn thì à, cho những bạn nào yêu à, quý dòng xe mô tô kiểu dáng sport các bạn thì mình sẽ quay trước à, mẫu mươi 155 với màu xanh GB mới thì ở dòng mươi 155 à, với cái màu xanh được phối những cái tem thì à, là mẫu tem ít uh, ít nhỏ nhưng mà nó mang lại cái vẻ đẹp cũng như cái thiết kế của năm 2023 với màu xanh GB hoàn toàn mới qua được phối giữa màu xanh và màu xám uh, màu xanh bóng chứ với màu xanh nhám với được phối là mâm dần chân là mâm màu xanh uh, một mẫu xe được thiết kế mới hoàn toàn các bạn ơi, nhìn một cái mẫu tem uh, màu xanh uh, với một cái uh, sự hiệu ứng uh, sáng uh, 3D các bạn khi các bạn chạy dưới bóng tối thì cái mẫu tem này nó sẽ dạ quang ra một cái ánh màu xanh cực kỳ là đẹp luôn các bạn thì ở, ở dòng này Sinter 155 thì mình cũng thích nhất về cái kiểu dáng cũng như là một cái mẫu xe phân khối là động cơ 155 nhưng nó mang lại cái kiểu dáng uh, cho các bạn sử dụng hàng ngày các bạn nó dễ dàng hơn ở cái dòng G15 thì hai cái mẫu xe uh, thì các bạn nhìn thấy ti cùng phân khúc là động cơ 155 nhưng mẫu G15 nhìn nó ầm hố hơn các bạn. Được uh, áp dụng như là phục trước là phục up down ho với cái sự tinh tế heo dầu trước thì cũng sử dụng heo dầu hai uh, bếp tông các bạn đó, bình xăng lớn luôn. Thì ở dòng G15 thì kiểu dáng sport mang lại cái sự hầm hố một cái vẻ hầm hố ở cái phân khúc các bạn. Đó, còn bên à, tay à, trái của mình đó là màu xám bạc đen với à, được phối một cái mâm xanh với những cái tem màu xanh hoàn toàn mới các bạn. thì một cái mẫu xe phổ thông nhưng mà nó mang lại nhiều cái tính tiện nghi cũng như là động cơ được áp dụng à, được cải tiến nè, à, tính năng à, cam biến thiên VVA cho các bạn khi các bạn chạy ở tốc độ cao thì nó mượt mà và các bạn tăng tốc một cách tốt nhất với ở dòng xe G15 thì à, động cơ vẫn 155 nhưng mà nó mang cái kiểu dáng sport cực kỳ là, là 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 hầm hố với uh, một những cái uh, tính năng cũng như uh, một cái mẫu xe được thiết kế dành riêng cho những bạn nào mà yêu quý uh, cái dòng xe mô tô thể thao kiểu dáng sport thì các bạn có thể chọn mẫu xe G15 màu uh, nếu mà các bạn nào yêu quý à, ở màu xám ánh xanh bạc đen này các bạn thì các bạn có thể chọn cái uh, mẫu uh, xe chính giữa này các bạn một mẫu xe được thiết kế uh, một cái uh, màu sơn mới hoàn toàn à, mình thích uh, mẫu này là cái tem các bạn tem y, y gan mà cái kiểu mà những cái uh, tem độc quyền các bạn các bạn thấy phối những cái đường nét y gan các bạn mà quẹt sơn á, những của những người họa sĩ uh, nổi tiếng các bạn như một cái bức tranh các bạn ừ. thì ở mẫu xe mới bây giờ đa phần mỗi mẫu màu thì nó có một cái à, thiết kế một cái tem riêng như ở màu xám à, bạc đen này thì cũng vậy các bạn à, mỗi màu sơn thì nó có một cái tem riêng riêng nó độc quyền các bạn à, nên nó, nó nó tạo nên một cái vẻ đẹp cho ở cái phân khúc đó thì nếu mà bạn nào mà yêu quý ở mẫu xe và cũng như cái màu sơn nào thì các bạn mới nhìn được cái giá trị và cái cái cái, cái nét đẹp của nó như ví dụ mình thích ở cái màu sám bạc đen này thì mình thích là cái màu ti nó tối nhưng mà nó mang lại cái sự sang trọng cũng như cái sự sáng ở cái phần chân với cái mọi giày trước cũng được phối màu bạc nó sáng chứ nó không có bị mà tối quá các bạn. Màu xám thì đa phần các bạn thích nhất là màu xám xi măng á cho nên ở mẫu 2023 thì cũng được thay đổi nhiều một tí là được phối giữa màu bạc và màu đen nó trên nó tạo nên một cái vẻ đẹp mới. Nó cho các bạn mà không có bị chán quá ở cái màu xám xi măng ở phiên bản trước các bạn thì 2023 được thay đổi cũng như được phối thêm là cặp mâm màu xanh các bạn các bạn nhìn nó sáng ở cái phần cúc dần chân lên đó một mẫu xe phổ thông thì một cái động cơ 155 quy lực thì ở dòng xe sinh 155 thì cũng được thiết kế là áp dụng là bộ nội chống trượt các bạn giống mẫu G15 các bạn hai mẫu nồi này đều giống nhau bằng sử dụng nồi chống trượt cho các bạn chạy á. À, chống trượt có nghĩa là khi các bạn mà à, lên ga nó sẽ bắt liền với thứ hai á, các bạn dồn ga tốc độ cao thì nó không có bị à, dùa xe các bạn nó bị đảo cái đuôi đó nó sẽ có một cái đường y gan mà các bạn cắt số thả chớn vậy đó nó tạo một cái sự à, di chuyển linh hoạt các bạn thì ở dòng uh, 155 với mẫu G15 thì một cái công nghệ nữa đó là cam biến thiên vva các bạn đó. với những cái uh, sơ đồ đánh lửa ti biến uh, được áp dụng theo từng cái bánh răng các bạn cho nó các bạn khi bạn qua số hoặc bạn chạy ở giải cấp số nào nó cũng mượt mà nó cũng uh, đạt được cái hiệu suất cao nhất luôn các bạn các bạn thấy ở hai cái mẫu xe mà uh, mình nhìn đó, thì nó ti kiểu dáng nó khác nhau nhưng mà uh, theo mình nghĩ đó, nó đều uh, một cái uh, một cái cơ cấu hết các bạn được đều có một cái tính thể thao hết giữa dòng Exynos 150G5 với dòng G15. Thì mẫu xe đã tăng cái tính thể thao. Các bạn ơi nếu mà yêu quý ở hai mẫu xe với bốn cái màu này thì nhớ cho mình xin một like và một đăng ký để mình ra nhiều clip nhiều cái màu mới nữa cho các bạn lựa chọn. Cảm ơn các bạn.